Xin chào bạn, mình là Gia Khánh. Chào mừng bạn đến với series 10 Minute Chemistry của mình. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học số 2 nhé. Bạn đã bao giờ nghe đến dầu cá hay omega 3 chưa? Có lẽ bạn đã từng ít nhiều lần nghe đến những từ này thông qua các phương tiện truyền thông, quảng cáo thực phẩm chức năng, hoặc bạn cũng đã từng được bác sĩ khuyên sử dụng để có một sức khỏe tốt. Như vậy, omega 3 là gì và lợi ích mà nó mang lại là gì? Ngay bây giờ, bạn hãy dừng video lại và tìm kiếm thông tin trên Google để tự mình trả lời câu hỏi trên nhé. Chắc là bạn cũng đã tìm thấy câu trả lời rồi đúng không nè? Bạn hãy đối chiếu câu trả lời của bạn với những thông tin sau đây. Xem thử kết quả tìm kiếm của chúng ta có giống nhau không ha? Giả sử chúng ta có một thiết bị siêu phàm có thể nhìn thấy được cấu trúc của hợp chất có trong viên omega 3, thì đây là kết quả. Đây chính là công thức của một hợp chất thuộc loại omega 3. Chúng ta có thể viết theo các cách như sau. Nhìn vào công thức, bạn có biết hợp chất này thuộc loại hợp chất hữu cơ nào không? Chính xác rồi đó. Đây chính là một carboxylic acid, vì có nhóm COOH. Acid này có một đặc điểm là có liên kết đôi ở vị trí carbon số 3 khi đếm từ đầu CH3 ngược lại. Vì lý do đó mà acid này được gọi là một hợp chất omega 3. Acid này có tên là docosahexaenoic acid, thường viết tắt là DHA, chính là chất hay được các hãng sữa quảng cáo là có khả năng hỗ trợ phát triển trí não cho trẻ nhỏ. Bên cạnh DHA, trong dầu cá còn có một loại omega 3 nữa, đó là EPA. Ngoài ra, ALA hay ALA cũng là một loại omega 3 có nhiều trong các loại hạt. Bạn có thể dễ dàng nhận ra ba axit này đều có liên kết đôi ở vị trí carbon số 3 tính từ đầu CH3, do đó chúng thuộc nhóm omega 3. Vậy omega 3 có những lợi ích nào? Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được bổ sung omega 3 trong khẩu phần ăn giúp tăng sức khỏe cho mắt, hỗ trợ thần kinh, ngủ ngon hơn và da khỏe hơn. Tuy nhiên, lợi ích lớn nhất của omega 3 đã được chứng minh, đó là giúp giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Omega 3 làm giảm mỡ máu, giảm cholesterol xấu, từ đó giúp cơ thể hạn chế được nguy cơ của các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Do đó, những thực phẩm giàu omega 3 tốt cho sức khỏe. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn một chút nhé. Bạn hãy tạm dừng video lại, nhìn vào các công thức của acid nhóm omega 3, so sánh với các carboxylic acid thông thường mà chúng ta hay học, từ đó chỉ ra những điểm khác biệt. Có phải các bạn cũng thấy rằng các acid này có mặt carbon dài, không phân nhánh, là những axit đơn chức đúng không? Những axit có đặc điểm như thế được gọi là axit béo. Dưới đây là ba loại axit béo thường gặp. Công thức thu gọn của chất thứ nhất là C15H31COOH, có tên là palmitic acid. Chất thứ hai là C17H35COOH với tên gọi là stearic acid. Cả hai axit béo này đều no, đơn chức. Acid béo thứ ba là oleic acid, có một liên kết đôi CC. Nãy giờ bạn có thắc mắc vì sao các acid này được gọi là acid béo không? Đơn giản vì nó là thành phần cấu tạo nên chất béo đó. Đây là công thức của một loại chất béo. Đố các bạn, chất béo có bản chất hóa học là loại hợp chất gì? Chính xác, chất béo là ester 3 chức, còn gọi là triester. Và chính xác hơn là ester 3 chức của glycerol và axit béo. Phần trong khuôn màu đỏ chính là phân tử glycerol. Do vậy, chất béo còn được gọi là triglyceride. Chắc hẳn bạn cũng nghe nhiều về chất béo rồi. Vậy bạn hãy dừng video lại và kể càng nhiều càng tốt những loại thực phẩm có chứa chất béo. Đúng rồi nè,
chất béo có mặt trong dầu ăn, dùng để chiên xào, các loại dầu thực vật như dầu mè, dầu olive, mỡ động vật, bơ thực vật. Ngoài ra còn có một lượng lớn chất béo trong các loại hạt nữa. Vấn đề tiếp theo được đặt ra là có phải tất cả các chất béo đều tốt hoặc đều xấu hay không? Trên màn hình bạn đang thấy có 5 từ khóa. Bạn hãy dừng video và tìm kiếm thông tin liên quan đến 5 từ khóa này để trả lời cho câu hỏi này nhé. Chắc là bạn cũng đã có câu trả lời rồi đúng không? Xem có giống như mình tìm hiểu không nha. Chất béo không bão hòa tự nhiên là chất béo có các liên kết đôi ở cấu hình cis trong phần gốc axit, thường tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường và là thành phần của các loại dầu thực vật và dầu cá. Loại chất béo này đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có thể làm giảm mỡ máu, giảm cholesterol xấu trong máu, do đó có lợi cho sức khỏe chúng ta. Chất béo bão hòa là chất béo có mặt carbon no, thường tồn tại ở trạng thái rắn, chủ yếu xuất hiện trong mỡ heo, bò và trong các loại bơ hay kem béo. Ngược lại với chất béo không bão hòa, chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe. Chúng ta nên hạn chế sử dụng loại chất béo này. Tuy nhiên, loại chất béo có tác dụng xấu nhất đến sức khỏe lại là trans fat, chất béo không bão hòa dạng trans. Loại chất béo này được con người sản xuất bằng cách cho chất béo không bão hòa tự nhiên tác dụng với hydrogen. Khi đó một số liên kết đôi bị mất đi do phản ứng cộng với hydrogen, một số lại bị chuyển từ dạng cis sang dạng trans. Hiện nay vẫn có một số cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng loại chất béo này vì giá thành rẻ, dễ bảo quản, ít phải thay mới như chất béo tự nhiên. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số khái niệm mới về chất béo và axit béo. Bây giờ là 3 câu trắc nghiệm nho nhỏ để ôn tập lại những ý chính trong bài học ngày hôm nay nhé. Mình sẽ chiếu câu hỏi lên màn hình. Sau khoảng 5 giây đáp án sẽ hiện ra. Trong thời gian đó các bạn hãy suy nghĩ và chọn đáp án của mình. Nào, bắt đầu thôi. Bài học hôm nay hết rồi. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài học thật xuất sắc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học số 3 nhé. Chào tạm biệt.